Trở lại sự tốn tiền của chính phủ với thời của Biden, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giới thiệu một dự luật chấm tình trạng khẩn cấp sức khỏe của Trump 19. Ngày 17 tháng 1, thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giới thiệu một dự luật nhằm chấm cái tình trạng sức khỏe cộng đồng khoảng 3 năm sau khi chính thức cái tình trạng này triển khai trên toàn quốc. Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ đã xác nhận rằng bộ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 90 ngày nữa. Theo tuyên bố của Bộ trưởng, Tình trạng khẩn cấp được gia hạn khoảng 12 lần kể từ khi ban hành giới thời của chính phủ ông Trump vào đầu của 2020. Dân biểu của đảng Cộng hòa Long Brad của tiểu bang Kentucky đã đề nghị cấm dứt cái tuyên bộ khẩn cấp này, một lần nữa gây áp lực để chính quyền của ông Biden để bãi bỏ cái biện pháp này. Nếu là được quốc hội thông qua, khả năng ông Biden sẽ cố gắng phủ quyết cái dự luật. Ông nói là đại dịch câu tập chính thức đã kết thúc, thời điểm chấm dứt cái tình trạng khẩn cấp và sức khỏe của cộng đồng, để Biden có thể từ bỏ quyền hạn khẩn cấp của mình đã quá hạn từ lâu. Với cái nhan đề đạo lực đại dịch đã qua, dự luật này quyết định rằng Bộ Y tế sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp vào ngày ban hành cái đạo luật. Khoảng 3 tháng trước ông Biden đã với một phóng viên rằng ông tin rằng đại dịch đã kết thúc nhân trình thực tế thì đương nhiên ông tiếp tục trích ngân sách để đẩy mạnh các câu chuyện kéo dài cái cuộc tình trạng khẩn cấp. Mặc dù ông Biden đã thừa nhận đã kết thúc chuyện này hồi tháng 9 nhưng chính quyền của ông ta vẫn tiếp tục cho phép gia hàng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Đã quá hạn từ lâu để ông Biden chấm dứt cái tình trạng này. Ông nói tòa Bà đang thiếu minh bạch về các lần gia hạn tình trạng khẩn cấp. Tôi đã giới thiệu với đạo luật đại dịch đã qua để ngăn chặn sự bất kỳ chậm trễ nào để cáo buộc chính quyền của Biden cuối cùng phải công bố và thực hiện kế hoạch mà các đồng sự của đảng Cộng hòa tại Hà Viện đã nhiều lần trút giờ đi dỡ bỏ. Việc này có thể là một số thành công, có thể đạt được một số thành công trên thượng viện. Nơi hồi tháng 12, một số thành viên của đảng Dân Chủ đã cùng một thượng sĩ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu trong một đạo lực tương tự nhằm chấm dứt cái tình trạng khẩn cấp của liên bang nhưng ông Biden không ký nó và đã phủ nhận. Mỗi lần mà cái tình trạng khẩn cấp được đưa ra, đương nhiên là giao lại cái quyền lực, quyền hạn cho chính quyền. Và đương nhiên là ngân sách được đẩy lên rất nhiều. Và đó là do chính mà tại sao họ vẫn tiếp tục kéo dài cái tình trạng khẩn cấp này. Và ông Biden chắc chưa xài hết tiền nếu do ông chưa kết thúc. <laughs> Tôi nghĩ chắc trong tương lai sẽ kết thúc sớm nếu mà xài hết tiền. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-8888. Đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một chương trình của bản tin ngắn tiếp theo chào tạm biệt